nương tựa nơi Ngài. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Thấy dân chúng đông đảo, Chúa Giêsu chạnh lòng thương. Thưa quý ông bà và anh chị em, câu tin mừng ngắn ngủi này đã lột hết được tấm lòng của người mục tử nhân lành đối với đàn chiên, một đàn chiên không có người chăn dắt. Động lòng thương đó là khởi đầu cho biết bao nhiêu việc thi ân cứu giúp của Chúa Giêsu. Động lòng thương đó cũng phải là khởi điểm cho đời sống yêu thương bác ái của chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta biết chạnh lòng thương trước những nỗi khổ của tha nhân, để đoái nhìn đến họ mà ra tay cứu giúp. Dâng thánh lễ, chúng ta hiệp ý với nhóm lòng thương xót, với hiệp hội mến thánh giá cầu cho các linh hồn gia tiên Giuse Augustino, Đa Minh Maria, Gioan Rosa, Francisco Xavier, Ine Simeon Rafael, lễ dỗ 20 năm linh hồn Maria và tạ ơn Chúa kỷ niệm 9 năm hôn phối. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng, vì vậy tôi xin đứng bà Maria trong đời đồng chính các thiên thần, các thánh và anh chị em, khấn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Cho người tin lòng.
Chúa đã dùng hiến tế duy nhất của Đức Kitô trên thập giá làm cho các hy lễ theo luật Môi-se được đầy đủ ý nghĩa. Xin thánh hóa lễ vật chúng con dâng với cả tâm lòng thành, cũng như xưa Chúa đã vui lòng thánh hóa lễ vật của A-ben. Nhờ đó hiến lễ mỗi người chúng con dâng lên để tôn vinh danh thánh sẽ giúp mọi người đạt tới ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Cha là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền trì cùng Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách tiên tri Jeremia. Chúa phán: Khốn cho các mục tử làm tản mát và sâu xé đoàn chiên ta. Vì thế, Chúa là Thiên Chúa Israel phán cùng các mục tử chăn dắt dân ta rằng: Các ngươi đã phân tán xua đuổi và không trông nom đoàn chiên ta. Chúa lại phán: Vậy ta sẽ xét xử những hành động gian ác của các ngươi. Ta sẽ quy tụ phần còn lại của đoàn chiên ta từ khắp các xứ mà ta đã phân tán chúng. Ta sẽ lùa chúng về đồng cỏ để chúng lớn lên và tăng số. Ta sẽ cho chúng có những chủ chăn để họ chăn dắt chúng. Chúng sẽ không còn sợ hãi và kinh hoàng, và chúng không còn thiếu thốn gì nữa. Chúa còn phán rằng: Này đây đã tới những ngày ta gây cho David một mầm giống công chính. Mầm giống này sẽ làm vua thống trị, sẽ là người khôn ngoan, thực hiện công lý và đức công bình trên đất nước. Những ngày ấy, Giu-đa sẽ được cứu thoát, Israel sẽ được an cư, và chúng sẽ gọi tên người là Chúa công bình của chúng ta. Đó là lời Chúa. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Trên
đông có danh gì Ngài để tôi nằm nghỉ. Tới dòng nước êm đềm, Ngài hướng dẫn tôi, tâm hồn tôi Ngài lo bồi dưỡng. Chúa chăm nuôi tôi chẳng yêu con chi. Ngài dẫn tôi trên đường ngay chính, vì uy danh Ngài dù bước qua vũng tôi tự thần, con không lo mắc nạn vì Chúa ở cùng con. Chính côn trường Chúa khiến con an lòng. Chúa chẳng nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Trước mặt con Chúa dọn sẵn bàn tiệc, đối diện quân thù những kẻ hại con, trên đầu con Chúa xưng dầu thơm ly rượu con đầy tràn chén Chúa. Phúc lộc và lượng từ bi Chúa mãi theo tôi suốt cả cuộc đời, và tôi sẽ ở trong nhà Chúa suốt chuỗi ngày dài triền miên. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, xưa kia anh em là những kẻ ở xa, thì nay trong Đức Giê-su Ki-tô anh em đã lên gần nhờ biểu huyết của Người. Chính Người là sự bình an của chúng ta. Người đã làm cho đôi bên nên một, đã phá đổ bức tường ngăn cách, tiêu diệt sự hận thù trong thân xác của Ngài, tức là bãi bỏ lề luật cũ với những thể lệ, để kiến tạo cả hai nên một người mới, đem lại bình an, dùng thập giá giải hòa hai dân tộc trong một thân thể với Thiên Chúa. Nơi Người, mối thù nghịch đã bị tiêu diệt, và Người đã đến loan báo tin mừng bình an cho anh em là những kẻ ở xa, và bình an cho những kẻ ở gần. Và chính nhờ Người mà chúng ta đôi bên được đến gần Cha trong cùng một thần trí. Đó là lời Chúa. Alleluia, alleluia. Chúa ơi, các con hãy hân hoan nhảy mừng vì phần thưởng của các con trên trời rất lớn lao. Chúa ở cùng anh chị em. Ở cùng cha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Ma-cô. Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Người liền bảo các ông: các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút. Vì lúc ấy dân chúng kẻ đến người đi tấp nập, đến nỗi các tông đồ không có thì giờ ăn uống. Vậy các ngài xuống thuyền chèo tới một nơi vắng vẻ hẻo lánh. Thấy các ngài đi, nhiều người hiểu ý, và từ các thành phố người ta đi bộ kéo đến nơi đó và tới nơi trước các ngài. Lúc ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông thì động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn dắt, và người dạy dỗ họ nhiều điều. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em, có một chứng bệnh mà ngày nay người ta nhắc đến khá nhiều, đó là bệnh vô cảm. Bệnh này đông tây y đều bó tay, không thể chữa lành. Cái bệnh vô cảm đang lây lan từ trong nhà ra ngoài phố, từ thành thị cho đến thôn quê, từ giữa những người xa lạ đến những người thân ở trong gia đình. Nạn nhân của bệnh vô cảm thì nhiều vô kể: những em bé lang thang, những người già bất hạnh, những gia đình ly tán, những người đang gặp đau khổ. Các phương tiện thông tin nhan nhản những hậu quả của căn bệnh này. Bệnh này vừa gây tai hại cho con người về tinh thần lẫn vật chất, vừa làm xói mòn lòng tin giữa con người với nhau. Trong xã hội của nền kinh tế thị trường, người ta có nguy cơ biến mọi sự thành hàng hóa và thành lợi nhuận là mục đích hàng đầu. Trái tim con người trở nên chai đá trước nỗi đau của đồng loại. Vì tiền, người ta có thể làm mọi sự, từ hàng hóa kém chất lượng đến những thực phẩm nhiễm đầy chất độc hại, rồi kể cả chém giết, cướp bóc và làm cho huynh đệ tương tàn. Nguyên trong đầu tháng 7 này, ở Nghệ An, một gia đình 4 người bị giết chết. Rồi ở Bình Phước, một lúc cả 6 mạng người trong một gia đình bị đâm chết. Giết người hàng loạt mà không run tay, trái tim không hề rung động. Nói chung, đó là biểu hiện của bệnh vô cảm. Trái tim trở thành chai đá, không cảm nhận được nỗi đau của người khác. Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến hậu quả tai hại trên đây, đó là sự lãng quên Thiên Chúa, coi thường tiếng nói của lương tâm. Khi không tin vào Chúa thì chẳng còn có gì ngăn cản người ta làm điều thất đức. Khi không tôn trọng lương tâm thì chẳng có gì giữ họ khỏi những việc làm xấu xa. Thiên Chúa là trọng tài phân định việc tốt việc xấu. Lương tâm là tòa án được thiết lập để nhắc bảo đâu là điều chính nẻo ngay. Nhờ tin có Chúa mà con người tìm hướng đi cho cuộc sống. Nhờ lắng nghe tiếng lương tâm mà con người nhận ra những chuẩn mực của cuộc đời. Lãng quên Thiên Chúa sẽ làm cho con người mất lý tưởng. Phủ nhận lương tâm sẽ làm luân lý băng hoại, suy đồi. Chúa Giêsu thì không vô cảm như vậy. Trước một đám đông đang đói khát chân lý thì Đức Giêsu đã chạnh lòng thương. Chạnh lòng thương bởi vì họ như bầy chiên không có người chăn dắt. Sứ mạng của Đức Giêsu là đem cho nhân loại tình thương của Thiên Chúa, giáo huấn của Ngài nhằm giúp cho con người tìm được chân lý vĩnh cửu và đồng thời tìm được ý nghĩa trong cuộc sống hiện tại. Không chỉ đem cho con người tình thương của Thiên Chúa, mà Đức Giêsu còn giáo huấn và mời gọi con người hãy thực thi tình mến đối với nhau. Chúng ta có thể chữa được căn bệnh vô cảm nếu biết noi gương Đức Giêsu để có một trái tim nhân hậu, biết chạnh lòng thương, biết quan tâm để ý đến những người chung quanh mình,
Thực vậy, Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, đã cảm thông an ủi những đau khổ và giúp họ lấy lại nghị lực và niềm tin. Tình liên đới với anh chị em là một trong những đặc tính căn bản của Kitô giáo. Bởi vì qua đó, người tín hữu chúng ta thể hiện hình ảnh của Thiên Chúa, Đấng làm cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất lương. Khi có cái nhìn biết chạnh lòng thương giống như cái nhìn của Chúa Giêsu, thì chúng ta sẽ sẵn sàng nâng đỡ những anh chị em của mình, nhất là những người yếu đuối bất hạnh. Sống trong cuộc đời, mỗi người cần phải có trách nhiệm đối với nhau và đối với công ích của xã hội. Mỗi người phải có một tấm lòng biết chạnh lòng thương. Trong cuộc sống hôm nay, biết bao nhiêu người đang khao khát đón nhận lời Chúa làm lẽ sống và lương thực thiêng liêng. Nhân loại thời nào cũng giống như đàn chiên không có người chăn, cần có người hướng dẫn giúp đỡ, giúp họ khỏi lạc đường. Tinh thần mục tử là tinh thần mà mỗi người chúng ta phải có, phải sống, phải thực hiện trong cả cuộc đời của mình. Sống tinh thần mục tử là sống tinh thần phục vụ, biết chạnh lòng thương, để rồi dấn thân giúp đỡ anh em theo mẫu gương của Chúa Giêsu. Người làm mục tử theo tinh thần của Chúa không phải là để cai trị dân hay đánh đập những con chiên của mình, nhưng là để an ủi, khích lệ, giúp đỡ, phục vụ họ như Ngài đã làm gương cho chúng ta. Con người đến không phải để được phục vụ, nhưng đến để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho mọi người. Và để được như vậy, chúng ta ấy có trái tim của Chúa, một trái tim biết chạnh lòng thương. Tôi tin kinh. Anh chị em thân mến,
Đức Kitô là vị mục tử nhân lành đã hy sinh mạng sống cho chúng ta, và chính Người đã quy tụ chúng ta trong đại gia đình hội thánh. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin. Chúa luôn hiện diện trong hội thánh, chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban cho hội thánh có nhiều mục tử tài đức, thánh thiện, để lãnh đạo dân Chúa với lòng nhân ái, khôn ngoan và nhiệt thành. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Tuy một số người trẻ ngày nay thích hưởng thụ, ngại hy sinh gian khổ, nhưng cũng có rất nhiều người dám xả thân vì đồng loại của mình. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa nâng đỡ những người con quảng đại ấy. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa luôn phù trợ những ai đang gặp gian nan thử thách. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết chạy đến cùng Chúa khi gặp bê tắc trong cuộc sống, để được Người che chở uy an. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lời Chúa Giêsu. Ngày xưa Chúa đã chanh lòng thương trước đám đông dân chúng, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Ngày nay xin Chúa cùng thương ban cho chúng con nhiều mục tử tài đức và thanh thiện, để dẫn dắt chúng con trong cuộc lữ hành trần thế. Chúa hằng sống và hiến trì muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ tôi tay cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và hữu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lời Chúa là Cha nhân từ. Chúa đã dùng hiến lễ duy nhất của Đức Kitô trên thập giá làm cho các hy lễ theo luật Môi-se được đầy đủ ý nghĩa. Xin thánh hóa lễ vật chúng con dâng với cả tâm lòng thành,
Cũng như xưa Chúa đã vui lòng thanh hoa lễ vật của A-ben, nhờ đó hiến lễ mỗi người chúng con dâng lên để tôn vinh danh thánh sẽ giúp mọi người đạt tới ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thần là chính nhà. Lời Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì thương xót nhân loại lỗi lầm, Người đã chấp nhận sinh ra bởi Đức Trinh Nữ, đã chịu khổ hình thập giá để cứu chúng con khỏi chết muôn đời, và từ cõi chết sống lại, Người đã ban cho chúng con được hưởng phúc trường sinh. Vì thế cùng với các thiên thần và tông lãnh thiên thần, các bệ thần và quan thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa. Lời Chúa, Chúa thần là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thưng ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đứng tin. Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục An Tôn chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là Giuse, Augustino, Đa Minh, Maria, Gioan và Rosa, Phanxicô, Xavier, Ine, Simeon và Raphael, mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, Bàn Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha Lời Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vương quyền uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chiến Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiến Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành ngay. Tình Ngài yêu thương ta, ôi làm sao biết nói cho vừa. Tình Ngài ôi bao la, muôn đại dương xanh vi cùng thừa. Như ngày xưa Chúa thấy dân chúng thân đông theo Ngài, Ngài đã chành lòng chiến đất ta. Con xin dâng thân con này và niềm tin sẵn sàng. Con xin dâng linh hồn này với một lòng cảm mến. Xin thương tha bao tội tình nhiều lần con đã xanh bao la bên dòng sông nước mát hòa tình. Ôi cỏ non xanh ngát vui sướng chiên xe người nghỉ. Ngài ở cùng đàn chiên bảo vệ không để chiên mất đi. Con xin dâng thân con này và niềm tin sẵn sàng. Con xin dâng linh hồn này với một lòng cảm mến. Xin thương tha bao tội tình nhiều lần con đã quên. Nay con xin trở về làm nên tình Chúa. Trời muôn trăng sao, hãy cùng tôi tấu khúc cùng đàn. Này rừng cây muôn hoa, hãy cùng tôi vũ khúc tơ vàng. Để tạ ơn Thiên Chúa, thương xót tạo tác ra mình. Ngài đã dù lòng thương bảo vệ cho đời luôn thắm
làm sao nói hết cho Ngài. Đoàn người đông ơi đông đang tụ quanh với các tông đồ, đi vào nơi thanh vắng, nơi ấy ta sẽ ngơi nghỉ. Ngài đã chành lòng thương để họ không bị hư mất đi. Con xin dâng thân con này và niềm tin sẵn sàng, con xin dâng linh hồn này với một lòng cảm mến. Xin thương tha bao lỗi tình nhiều lần con đã quên, nay con xin trở về đáp nên tình Chúa thương con. Tình Ngài yêu thương ta, chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân Chúa. Chúa đã lấy bánh bởi trời và nuôi dưỡng chúng con. Xin cùng giúp chúng con từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Chúa.